sao Cbiz bị đánh giá kém xinh vẫn được khán giả u mê, Dương Tử là cái tên đáng nể nhất. Xưa rồi diễm, thực tại mới là quan trọng. A hi hi. Trong làng giải trí coi trọng nhan sắc, những sao nữ có ngoại hình phổ thông luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, có con đường thành danh vất vả hơn những người khác. Thậm chí, nhiều người trong số họ còn từng phải đối mặt với những lời đắng cay của công chúng. Ấy vậy mà vẫn có không ít sao nữ dù từng bị đánh giá thấp về nhan sắc như Dương Tử, Tần Hải Lộ, nhưng vẫn được khán giả u mê không lối thoát. Vậy những người còn lại là ai? Mọi người hãy cùng tìm hiểu thử nhé! Uyển Quỳnh Đan. Thật ra Uyển Quỳnh Đan thời thanh xuân cũng rất ưa nhìn. Tuy nhiên lúc lên phim với tạo hình mỹ miều thì cô chẳng được chú ý, phải đến khi hao hụt nhan sắc ở tuổi trung niên và tự làm xấu mình thì Uyển Quỳnh Đan mới được khán giả chú ý. Với vai Thạch Lựu Tỷ trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, cô đã chinh phục hàng triệu khán giả và trở thành một trong những xấu nữ được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ thế, Uyển Quỳnh Đan còn khiến doanh nhân giàu khét tiếng Hồng Kông là Hoàng Nãi Dương u mê và quyết tâm cưới cho bằng được. Châu Đông Vũ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Châu Đông Vũ là cái tên vấp phải rất nhiều tranh luận. Bởi nhan sắc của cô bị xếp vào chiếu dưới nhưng tài nguyên lại thuộc top đầu Hoa ngữ. Không chỉ thế, Châu Đông Vũ còn bị xếp vào top sao nữ hủy diệt thảm đỏ Hoa ngữ vì lần khoe sắc nào cũng thất bại thê thảm. Dù vậy, các bộ phim điện ảnh của cô đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Bởi Châu Đông Vũ rất khéo chọn kịch bản, còn có tài nhập vai tốt nhất nhì lứa sau 90. Cô cũng là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, xếp ngang với hai đàn chị Châu Tấn và Trương Tử Di. Tần Hải Lộ. Tần Hải Lộ từng là một trong những sao nữ gây tranh cãi nhiều nhất màn ảnh vì thường hóa mỹ nhân cổ trang, dù nhan sắc không đủ tầm. Loạt tạo hình cũ của cô trong phim đến tận bây giờ vẫn được người ta truyền tay nhau, dù không được lòng khán giả, nhưng cô lại nhận được sự ưu ái đặc biệt của các nhà làm phim nhờ tài nhập vai xuất sắc. Dần dần, Tần Hải Lộ cũng khiến khán giả phải quay xe với mình, coi cô là thần tượng vì ngoại hình cá tính cùng sự chuyên nghiệp trong công việc. Diêu Thần. Thở thanh xuân, chưa bao giờ Diêu Thần được khán giả đánh giá cao về ngoại hình. Từ khuôn miệng cho đến đôi mắt cô đều chẳng phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của công chúng. Ấy vậy mà duyên khán giả của cô lại tốt vô cùng, đến mức dù dính lùm xùm phụ bạc chồng cũ thì người ta vẫn ủng hộ cô. Lý do là tài nhập vai của Diêu Thần rất tốt, diễn chính kịch thì chân thật, đóng vai hài lại rất duyên dáng. Bản thân Diêu Thần cũng hiểu rõ ưu thế của mình nên chẳng mặn mà với vai mỹ nhân, chỉ muốn chọn nhân vật hay để đóng. Dương Tử. Dương Tử được khán giả chú ý nhờ đảm nhận vai Tiểu Tuyết Lý Lắc trong Nhà có con trai con gái. Đáng tiếc, ngoại hình của cô lại không được người trong nghề đánh giá cao. Đàn chị Tống Đan từng khuyên Dương Tử bỏ nghề vì khuôn mặt không hợp với làng giải trí. Nữ diễn viên cũng từng mất vai vì bị đạo diễn nhận xét là ngoại hình không hợp. Đó là lý do Dương Tử luôn nỗ lực làm mọi việc để cải thiện bản thân, từ nâng cao diễn xuất, kiên nhẫn niềng răng suốt 10 năm cho đến việc cố gắng kiểm soát cân nặng để có vóc dáng thon gọn hơn. Và sự nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng khi trở thành một trong hai tiểu hoa hàng đầu lứa 90 hiện nay.